Hoàng Audio xin kính chào toàn thể anh chị em. Đấy, đây là lô mic cuối cùng của em trong năm 2019. Thì làm nốt cái lô này thì em sẽ nghỉ Tết. Chứ thật sự là mấy hôm cuối năm quá mệt mỏi. Đấy, mấy hôm nay buổi chiều là toàn phải tắt máy, không dám mở máy để nhận thêm đơn của anh em nữa. Tại vì ngày nọ là đơn ngày nọ là chồng lên ngày kia, trả mãi không hết. Hai hôm nay là không dám nhận đơn nữa. Đấy, cái lô mày về mấy hôm rồi cơ, nhưng mà hôm nay vãn vãn việc một tí rồi em mới đăng lên. Tại vì nếu mà về mà đăng ngay, anh em mua thì cũng không có thời gian mà gửi ngay, thì lúc đấy là lại sẽ bị nói ngay. Đấy, cái lô mic này em về là gồm 24 bộ mic hàng hãng, hàng công ty đàng hoàng nhé, hàng hãng Tensoft. Hãng này rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Nếu mà là người dân Trung Quốc ấy, bất cứ người dân chơi âm thanh nào, chứ không cần phải người buôn, bất cứ người dân chơi âm thanh nào đều biết đến cái hãng này. Tại vì cái hãng này là một cái hãng nó chỉ chuyên sản xuất mỗi dòng mic thôi, chuyên sản xuất micro. Đấy, vào cái trang web của cái hãng này phát là ra ngay high end micro. Đấy, toàn sản xuất những cái dòng mic cao cấp. Và cái lô này cũng thế, lô này cũng là một trong những cái sản phẩm rất là cao cấp của hãng. Đấy, những cái bộ mic như này thì bình thường ở bên đấy nó bán lẻ, giá bán lẻ của nó là tầm hơn 2.000 tệ, tương đương đến tầm khoảng 8 triệu Việt Nam đồng. Đấy, và cái lô này còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Nó gọi là chỉ hơi xước nhẹ một tí thôi, thì khoảng cái hơi xước nhẹ một tí thôi, không đáng kể. Ở đây là cái hình thức đầu thu của nó, đầu thu còn rất là mới. Đấy, đầu thu màu đồng còn rất là mới. Đấy, cái nước sơn của nó cũng xịn. Đấy, chưa có một vết xước nào. Mic này anh em nào đi sự kiện thì dùng quá ok. Tí nữa em sẽ nói những cái ưu điểm của nó. Đấy, nó là dòng tự ngắt, vừa có cảm biến tự ngắt và vừa có cảm biến gia tốc. Đấy, cảm biến gia tốc hay còn gọi, nhiều anh em gọi là chống sốc ấy. Đấy, ví dụ mà khi mà không may có làm rơi mic xuống dưới đất thì nó không bị nổ bụp ra loa. Đấy, cứ trong cái thời gian nó rơi xuống là nó đã tự ngắt rồi. Đấy, tay mic thì vẫn còn rất đẹp và tất cả là sơn zin hết nhé. Sơn zin nguyên bản, zin từ A đến Z. Cái bộ mic này em sẽ bán cho anh em với giá là 2.400.000. 2.400.000 bao ship toàn quốc. Và bây giờ em sẽ bao ship nhanh nhé. Đấy, nó sử dụng chung một loại côn với dòng Bayer. Tiếng của nó thì nó cũng nhẹ và hay như dòng y hệt như dòng Bayer luôn. Nhưng mà nó có rất nhiều các cái đặc điểm hơn dòng Bayer, thì chốc em sẽ nói cái đầu thu. Bây giờ em quay qua một chút của cái nội thất của nó đã. Đây, nội thất đây. Hello. Toàn bộ sử dụng tụ nhôm hết. Đấy, toàn bộ là sử dụng tụ nhôm. Và toàn loại tụ nhôm rất là to. Đấy, thạch anh sóng, thạch anh dao động thì cũng sử dụng những con thạch anh loại to. Thế là sóng cái dòng này rất khỏe. Như cái dòng Bayer ấy. Dòng Bayer ấy thì em chỉ bao cho anh em là mua hỏi em chỉ bao sóng là 40m thôi. 40m là không hấp tiếng cho cái dòng Bayer. Còn riêng cái dòng này em bao cho anh em 100m. 100m không hấp tiếng đi. Đấy, đằng sau cũng có Canon. Có Canon. Mic này thì anh em sự kiện thì dùng rất là ok luôn. Đấy, dâu của nó sản xuất là dâu dài, sóng rất là khỏe. Bao cho 100m. Đấy, có cả bờ tường nhé, 100m có bờ tường. Tiếng không vấp luôn, em thử trực tiếp rồi là em mới dám nói. Cái mic này là sản xuất năm tháng 12, ngày 26 tháng 12 năm 16. Đấy, sản xuất cuối năm 16 nghĩa là, thì chắc chắn là cái lô mic này có mà nhanh, bán nhanh nhất thì cũng phải tầm năm 2017. Đấy, vẫn còn rất là mới. Bây giờ em sẽ đây, nói sơ qua về cái cách chỉnh chuột của cái con này. Đấy, cái này nó làm rất đơn giản, mỗi bên chỉ có một cái nút ấn. Nút này là vừa để xoay tăng giảm volume. Đấy, ấn xuống thì sẽ có các tùy chọn khác. Đấy, IA này là đang tìm kiếm để dò tần số đấy. Còn cái preo này là cái dạng hiển thị 3 số hoặc là 6 số. Đấy, cái scan này là dò tìm sóng sạch. Ấn phát nữa, cái này là rất quan trọng này, cái này là rất hợp cho anh em sự kiện này. Nếu bình thường mình ở gia đình thì mình để cái độ nhạy là 0 decibel. Đấy, còn như anh em nào hát tốt ấy, mà để 0 decibel nó nhạy quá, lên cao sẽ vỡ tiếng ấy, thì
thì mình tăng cái decibel lên đấy, nó cái dòng cái này nó như cái BBS luôn, tăng giảm được cái độ nhạy đấy, hiểu nôm na như thế, tăng giảm được cái độ nhạy. Còn như nếu như ở gia đình thì em sẽ cài đặt mặc định là độ nhạy không là cao nhất đấy, là hát nhẹ nhất. Còn đối với anh em đi sâu ấy, thì nếu có người nào mà hát chuyên nghiệp, ca sĩ chuyên nghiệp ấy, thì mình sẽ tăng lên, mình sẽ tăng cái decibel lên, thì có nghĩa cái độ nhạy nó sẽ giảm đi một chút đấy, hát thì sẽ phù hợp với những cái giọng hát khỏe, giọng hát chuyên nghiệp. Còn này những cái hãng mà nó chuyên làm sản xuất mic này, nó sẽ có những cái mà sẽ hơn những hãng khác đấy, em thấy cái này rất hay, vừa sử dụng gia đình được mà vừa sử dụng cho sự kiện được, mà cái giá em đưa ra rất là hợp lý cho bộ mic đẹp như này, 2.400.000 bao ship nhanh như thế. Trong cái thời điểm này em bao cho anh em là sẽ nhận hàng trước Tết đấy, còn giữ nguyên một tí là nó sẽ lại trở lại ban đầu đấy. Các cái thông số nó hiện hết ở trên đây, báo sóng này, báo sóng, báo đây là cái bên này là RF là sóng, AF này là cái âm lượng volume nói của mình ấy. Cái mic này bây giờ em đang để tự ngắt đây, thế nên là sóng nó không ấy, bây giờ em sẽ cầm lên đấy, em cầm lên hoạt động phát là sóng cắm rô và sóng full 99 luôn. Và bây giờ em sẽ nói thử được cái âm thanh volume này nó sẽ nhảy lên 1 1 1 2. Bây giờ em sẽ test cái chức năng gọi là chức năng chống sốc của nó nhé. Đây bình thường đây, vẫn đang để mic sử dụng bình thường nhé. Đấy, bình thường, xong còn khi anh em mình ném nữa, đấy nó không có một tí tiếng kêu mà ra loa, trong không ném là nó tự cắt rồi. Đấy, như bình thường các cái dòng mic mà nó không có chống sốc ấy, thì anh em mình ném này, một con này nó kêu rất là to. Nhưng mà những cái con này nó có chống sốc thì cần đấy, ném một phát là nó tự ngắt luôn, cầm lên nó mới hoạt động lại bình thường. Đấy là một cái rất là hay. Đây là bắt rất là tốt. Alo, 1, 2. Đấy em để hẳn xa hẳn tầm 20cm đấy. Lưu, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Đấy, tất cả các cái cách dò tần số tần siếc là cũng rất là đơn giản. Và cái khóa phím của con này thì mình ấn đồng thời hai cái nút này xuống, ấn đồng thời hai cái nút này xuống một tí là nó sẽ khóa phím, và làm y như vậy thì nó sẽ mở phím ra. Đấy, tay chân là sơn zin còn rất là đẹp, với tầm khoảng trên 90%. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866, rồi em ship CV toàn quốc, nhận hàng đúng hàng nên em thanh toán. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.